của người Việt Nam ơi. Một chảo nóng đây, hai muỗng dầu, một tỏi, nửa chén hành tây, nửa chén nấm, hai khoang thịt băm, một nắm mắm, một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, nửa muỗng cà phê tiêu, nấu xong bỏ bên bánh ướt bằng cuốn của mình đây. Một chén bột gạo, một chén bột lăng, đánh lên cho thằng yêu nhá. Hai chén nước ấm, hai chén nước sôi, một muỗng dầu, một muỗng cà phê muối, đánh lên. Bánh đây là làm khó nhất, gạo á là nặng vừa vừa lên nha. Xì dầu, nước bánh vào lên. Đây, cho nó dính thôi nghe, đừng cho nó xèo. Đổ cái dư nó ra đi, đôi lên lửa, lấy nắp, đầy lại 10 giây. 10 giây xong rồi á, vụ này ra. Đó, thấy không ạ? Cái bánh này y chang dùng hấp luôn mà. Vào lên, uống. Ô cha, mà ơi, quả ngón nhị sờ luôn. Đây, thấy chưa? Nhớ nghe, hồi chào xèo á, hà lửa xuống nghe. Bạn cho chào xèo, đừng cấu bánh này là bánh ướt hoặc bánh cuốn nè, cấu bánh xèo đi, nghe chưa? Các bạn mình xuống đi, ba trà lùa từ lắm từ lưa, quậy, hành phí. Dạ luộc, rau tơ lấm tơ lứa một bế. Nước mắm cay mọi, ô cha mà ơi. Ai cũng ăn cay phải về nghe. Đây. Bắt đầu, nước mắm vào lên. Chà, ngon, vô nghe, thèm chạy nguyên bào. Bạn cũng ngon chưa? Thấy chưa? Quả là chứ bà. Vô nghe, thèm chạy nguyên bào. Ô cha mà ơi. Rau ngon dứt nắp luôn bà. Ôi cha mà ơi, xem cái bánh nướng này ngon chưa. Thấy không? Có ăn mềm không? Quá ngon luôn.